Một năm mới Nhâm Dần đang đến gần và nhân dịp Tết Nguyên Đán này thì thay mặt đội ngũ Diviner, Ngân muốn gửi tới tất cả các bạn một năm mới, một cái Tết thật là an yên, thật tỉnh thức. Và trong dịp năm mới này, khi mà chúng ta hội họp đoàn tụ cùng gia đình sau một năm làm việc xa nhà, chắc hẳn chúng ta luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất, những gì giá trị nhất cho gia đình của mình. Và chúng ta thường lầm tưởng rằng đó chính là những đồ ăn hảo hạng như là bào ngư, vây cá hay là những cái sản phẩm từ động vật khác, mà chúng ta quên đi một sự thật rằng thực ra những đồ ăn này đều là xác của những loài động vật đã chết và chúng ta đang tiêu thụ vào trong cơ thể của chúng ta. Vậy đây thật sự có phải là sự lựa chọn tốt nhất dành cho sức khỏe, cho những người thân yêu trong gia đình của chúng ta hay không? Hãy đừng chỉ yêu thương giữa con người với nhau, mà chúng ta hãy dành sự từ bi cho cả những loài động vật. Chúng cũng có gia đình và chúng cũng cần được gắn kết với những người thân của mình. Đừng chia rẽ chúng chỉ vì những sự ngon lành của thức ăn, chỉ rất trong những phút giây tạm bỡ trên bàn ăn của mình. Và đây cũng là cách để chúng ta có thể nuôi dưỡng một tình yêu tỉnh thức, để mang lại sự an lành cho chính mình và cho tất cả những người thân xung quanh mình. Chúng ta luôn có những sự lựa chọn khác, đó chính là những sản phẩm thuần chay được làm từ thực vật, rất giàu dinh dưỡng, rất ngon. Nếu mà các bạn có sự sáng tạo, chúng ta có thể chế biến vô vàn những món ăn chay thơm ngon, bổ dẫn, bổ dưỡng dành tặng cho những người thân yêu của mình. Hãy đừng để dạ dày của bạn trở thành nấm mồ cho những loài động vật, đặc biệt vào dịp Tết, khi mà chúng ta chào đón một nguồn năng lượng mới, một bầu không khí mới đến với cuộc sống của chúng ta và những người thân yêu trong gia đình của mình. Chắc hẳn là có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là cũng như mình hồi trước sẽ nghĩ rằng là đối với cái món chay mình sẽ không có thể chế biến được nhiều món thú vị hay là hấp dẫn. Nhưng mà sau khoảng thời gian gần một năm thực hành ăn chay tại Diviner thì mình mới học được là đối với các món chay thì hoàn toàn với cái sự sáng tạo của mình thì mình đều có thể sáng tạo ra rất là nhiều các món rất là ngon cho các bữa tiệc hay là những buổi họp mặt. Sẽ rất là nhiều món thú vị khi mà mình có sự sáng tạo đối với thức ăn chay. Vậy thì Ngân hy vọng rằng vào dịp Tết này, chúng ta hãy dừng việc tiêu thụ những sản phẩm từ động vật, hãy ăn thuần chay và hãy cùng nhau lan tỏa bầu không khí tỉnh thức, món quà dinh dưỡng đến với những người thân yêu trong gia đình của bạn các bạn nhé. Chúc mừng năm mới! I've been vegan since I was 3 years old, and at that age, me and my siblings witnessed fish being killed in a really violent and aggressive way, and it was just absolutely obvious that that was something that we didn't want to participate in and we didn't want to support. You know, to me, it seems obvious. I don't want to cause pain to another living, empathetic creature. I don't want to take its babies away from it. I don't want to force it to be indoors and fattened up just to be slaughtered. It is absurd and barbaric. Khi mà con ăn chay thì con cảm nhận là cuộc sống của con đã bước sang một trang hoàn toàn khác. Từ khi ăn chay thì con mới muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật pháp, về giáo lý của Đức Phật, và từ đó thì con mới biết yêu thương, biết chia sẻ đến mọi người và mọi loài hơn. Thì chuyển qua chế độ ăn thuần thực vật, có nghĩa là ăn chay thường á, thì mình cảm nhận cái cơ thể của mình nó có nhiều cái chuyển hóa rất là tích cực. Vì ăn chay để giúp cho mình chuyển hóa rất là nhiều, mình cảm thấy là cơ thể của mình nhẹ nhàng hơn, mình năng động hơn, cũng như là yêu thiên nhiên và yêu đời hơn nữa. Và mình thực hành ăn chay thì mình cảm thấy cơ thể rất là tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Và lý do mà mình ăn chay thì nó cũng rất là tự nhiên thôi. Mình ăn chay là bởi vì khi mà mình nhai kỹ thức ăn, mình cảm nhận được năng lượng của từng loại thực phẩm khi mà mình nạp vào cơ thể. Và mình lựa chọn là sẽ ăn thực vật thay cho ăn động vật. Thiên nhiên luôn trù phú rất nhiều cây xanh với rất nhiều rau củ quả trái cây, giúp cho cơ thể của chúng ta trở nên cân bằng và khỏe mạnh. Hãy nói không với thịt, hãy để cho những ngày lễ hội Tết không chỉ là lễ hội hạnh phúc của con người,
mà tất cả những loài động vật trên thế giới này đều xứng đáng để được hưởng một nguồn năng lượng tươi mới, nguồn năng lượng của sự trù phú tràn đầy tình yêu thương của một năm mới.